Bệnh nhi này được hơn 40 ngày tuổi, nhập viện khi đã có biến chứng viêm phổi và được xác định là bị ho gà. Trước khi nhập viện khoảng 2 tuần, gia đình thấy bé bị ho vài tiếng, sau đó ho nhiều lên, gia đình tự mua thuốc điều trị. Sang tuần thứ 2 bắt đầu bé lại ho càng nhiều lên, bắt đầu tím tái là mẹ mới ôm đi viện. Chưa đầy tháng nhưng bệnh nhi này đã nằm viện gần 1 tuần vì bị ho gà và viêm phổi nặng. Gia đình cũng không biết gì về bệnh ho gà và nghĩ con bị tai mũi họng. Em có biểu hiện ho xong dân có biểu hiện tím tái thì bác sĩ cho xét nghiệm ho gà. Mỗi ngày khoa bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận từ 1 đến 2 bệnh nhi ho gà hoặc nghi mắc ho gà nhập viện. Vì triệu chứng của bệnh không điển hình nên các gia đình thường đưa con đến muộn, trong đó có trường hợp nặng phải chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Ho gà chủ yếu đối với những đối tượng là trẻ chưa được tiêm phòng. Thứ nhất là vì trẻ chưa đủ tuổi để tiêm phòng và cái nguồn lây của em bé là không rõ ràng. Các em bé là không sốt hay là các cái triệu chứng ho viêm đường hô hấp trên nó không điển hình nên làm cho các bà mẹ khi đưa vào đấy các bác chẩn đoán thì cũng đã hơi trẻ thường gọi có biến chứng là viêm phổi kèm theo. Giải thích về việc nhiều trẻ bị ho gà dù chưa đến tuổi tiêm, các bác sĩ cho biết nguyên nhân có thể lây từ người lớn bị cảm cúm hoặc mang virus trong người. Các chuyên gia cho biết cách phòng bệnh tốt nhất là tiêm vaccine phòng ngừa.